Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video của tôi. Trước mặt các bạn là một chiếc điện thoại 8700V, hay người ta còn gọi là 8700 Vodafone. Thì ngày hôm nay tôi quyết định làm một cái video giới thiệu về chiếc điện thoại này là bởi vì lâu nay tôi cũng ít ship BlackBerry. Tuy nhiên là mới đây thì do cái dịch giã nó cũng bớt ở nước Đức nên là tôi đang ship lại một số máy. Thì nó cũng không về nhiều đâu, nó về được vài cây. Cứ tuần hai tuần nó về khoảng tầm chục cây. Thì ngày hôm nay tôi có ở đây một chiếc điện thoại. Đó là một chiếc 87V màu xám lông chuột. Thì cái dòng 87V nó có hai màu, màu này là màu lông chuột này. Còn nó có một cái màu vàng cắt cháy, nó sẽ đậm hơn cái màu này một tí. Màu này nó cũng hơi vàng rồi, nhưng mà nó sẽ có một cái màu vàng hơn. Vâng, và chúng ta đến với cô bán dép. Ai mua dép đây? Đó, ok, cô bán dép đi qua rồi. À, ok, tôi quay trở lại với nội dung chính. À, trước mặt các bạn là một chiếc 87V. Thì nội dung của chúng ta ngày hôm nay sẽ là chiếc này, nhưng mà đồng thời tôi cũng sẽ nói cho các bạn biết là tại sao tôi lại lựa chọn sưu tập những cái dòng 87. 87 thì các bạn cũng biết là tôi sưu tập gần như chả thiếu con nào nữa. Con nào tôi cũng có. Trong bộ sưu tập thì chỉ có con 87R là nó line new thôi, chứ còn lại là tất cả đều là new hết. Thì tôi đã cất hết và tôi dùng khoảng tầm những con máy cũ 87 thì tôi sơn lại tôi xài. Thì ngày hôm nay ở đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng nào, chiếc 87V của chúng ta. Màu lông chuột rất là đẹp. Hôm trước thì tôi có bán một cây máy màu cắt cháy cho một bạn ở bên Nhật. Thì hôm sau nó cũng về là một cây. Đó, thì cây này nó cũng gần như là nó giống cái cây kia. Cây kia thì đẹp hơn cây này thì hơi răm răm đây, hơi răm răm một tí ở màn, nhưng mà nói chung vẫn đang còn đẹp. Thì anh em có thể chiêm ngưỡng nhé. Cái chiếc máy 8700 Vodafone ấy, thì đầu tiên là nó có cái logo Vodafone ở đây. Thứ hai là nó có một cái màu lông chuột và màu cắt cháy, nó hơi vàng vàng như này. Đó. Còn tất cả những còn lại thì nó đều giống như cái chiếc 8700 thông thường. Thì tôi cũng chia sẻ với tất cả các bạn là trong cái quá trình tôi bán, sưu tập và chơi thì bán cho hàng ngàn khách hàng, bán cho rất nhiều khách hàng thì người ta có những cái gu chơi khác nhau. Ví dụ như có những người ta rất thích những cái con 87, nhưng có những người thì người ta lại không thích. Ví dụ như người ta cho rằng nó to quá, nó thô quá, hoặc là nó dày quá. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm 87 vẫn là chiếc máy thần thánh nhất của dòng điện thoại BlackBerry. Tại vì thứ nhất, nó thần thánh là tại vì nó có một cái thiết kế ưa nhìn. Đây các bạn nhìn này. Tại sao nó gọi là thiết kế ưa nhìn? Thiết kế ưa nhìn là những cái thiết kế nó rất là trực quan và nó gần như không có chi tiết thừa. Ví dụ nhé, các bạn nhìn, chúng ta có một cái bàn phím full QWERTY ở đây. Đó, không hiểu sao nhưng mà tôi rất thích ba cái phím này hơn là cái trackpad. Tôi không thích cái trackpad với lại cái trackware, với lại cái viên bi đâu. Tôi thích cái cục lăn ở đây, rất là chính xác luôn. Cái tay các bạn để như này cầm nó rất là khoái, rất là sướng. Nó có cái gì nó rất là trực quan. Thứ hai là nó có một cái thiết kế rất là nam tính. Đây anh em nhìn xem, con máy nó rất là nam tính, cực kỳ nam tính luôn. Nó không có cái gì gọi là nữ tính, nó rất là nam tính. Đó, tôi có thể zoom xa cho anh em thấy. Anh em thấy chưa, cầm con máy này trên tay nó rất là to, nó manly, nó lịch lãm và nó có cái gì đó nó đầu gấu, nó cực kỳ đầu gấu luôn. Nó không có nhẹ nhàng và nó chứng tỏ là tao là một thằng rất là man. Đôi lúc nó nhìn nó hơi cục một tí nhưng mà nhìn nó vẫn có cái gì đó nó rất là cuốn hút. Với phần thứ ba nữa là cái con này nó rất là bền bỉ theo thời gian. Tôi bán rất là nhiều, có những người chơi rồi nhưng mà có những người ta chưa chơi, người ta luôn hỏi những cái câu là em ơi em có bảo hành không hay như này khác. Thì tôi cứ hay nói đùa bảo cái điện thoại này nó như con trâu mà bảo hành làm cái gì, nó trâu bò dùng mãi đập nó còn không hư, cần gì phải bảo hành. Dùng con 87 này nó chả hư mà cái gì cả. Nếu như vào một ngày đẹp trời mà anh em dùng vài năm mà cái trackware nó lờn đi thì gửi ra đây tôi thay cho một cái trackware mới, nó quá đơn giản. Tại vì bản chất cái con này, cái main nó bố cục nó rất hay nên là cái khả năng hư hỏng của nó rất là ít. Mà nó còn trâu bò, nó còn ghê gớm đến cái mức độ là nếu giả sử như vào một ngày xui xui anh em mà rơi xuống nước nhé. Tôi đã từng bị rồi, tôi đã từng bị nhiều rồi. Anh em mà bị rơi xuống nước á, tôi chỉ anh em luôn. Nếu như cái main của anh em bị rơi xuống nước, rơi xuống ao đi, anh em lấy lên, cái màn này chắc chắn là hư rồi. Anh em lấy lên, đó anh em lấy lên,
Đã thế thì anh em rửa lại nước một lần nữa để cho nó sạch. Anh em lấy hẳn cái máy móc thì anh xịt thẳng vào cái men đó. Xịt thẳng vào cho nó sạch sẽ đi, sau đó anh em mang ra nắng anh em phơi. Anh em phơi được khoảng tầm mấy ngày ấy, cho nó khô rang. Anh em kiếm một cái màn anh em lắp vào, tôi cam đoan với các bạn luôn là nó vẫn lên như thường. Còn tôi chả biết là thằng BlackBerry nó làm cái quái gì, nhưng mà nó tóm lại nó chỉ hư màn thôi. Còn khi mà anh em đã sấy khô rồi thì anh em lắp nó vẫn cứ lên. Còn tới bây giờ mà giải thích làm sao nó lên thì tôi cũng chịu. Nó tóm lại là con này nó quá là trâu bò. Nó trâu bò lắm. Nó nhìn thì anh em nhìn nó to như con trâu như này thì nó phải nó dày gấp 2-3 lần điện thoại bình thường. Đó, nhưng mà cái vấn đề đó là cảm xúc. Đây, anh em nhìn này. Ở năm nay, năm 2021, cái chiếc máy 8700 bắt đầu được bán ra từ những cái năm 2005, tức là nó đã rất là lâu năm rồi. Nó lâu lắm, nó đã lâu năm rồi nhưng mà nó vẫn cứ hot. Nó vẫn cứ hot. 2005 tới nay đã là 16 năm. 16 năm trôi qua. Nhưng mà nó vẫn giữ được một cái vị thế ở trong cái trái tim của những cái người chơi. Và điển hình như tôi, tôi vẫn lựa chọn, tôi ship về những cái con 8700 đẹp. Nói chung là đôi lúc hên xui thì được cái máy đẹp thôi. Chứ còn lại nó cũng chảy tè le ra, trừ khi là anh em mua máy mới. Chứ còn chảy thì nó vẫn cứ chảy. Đó, nhưng mà nói chung là đôi lúc thì nó được một con máy nó đẹp. Thì chia sẻ lại cho anh em, con máy này vẫn đang còn đẹp. Đó, thì tôi vẫn nhắc lại mà. Tôi bán rất nhiều máy New và Tu 8800 hay là Nokia, nhưng mà tôi vẫn ship BlackBerry về cho anh em với một cái quan điểm là giao lưu, kết bạn và chia sẻ cái niềm đam mê. Và vẫn nhắc lại một câu, cảm xúc nó vẫn là cảm xúc. Đó nó mới là cái thứ mà nó giúp chúng ta duy trì theo năm tháng rất là lâu. Và hy vọng anh em sẽ giữ được lửa trong cái trái tim của mình. Rồi, vừa rồi là một video ngẫu hứng trong dịch Covid của tôi về chiếc BlackBerry 8700 Vodafone. Nếu ai có nhu cầu mà sưu tập chơi và tu 88, Nokia sưu tập hay là BlackBerry các loại, anh em có thể liên hệ với tôi. Chúc tất cả anh em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video sắp tới. Xin cảm ơn.